Võ Nga Family xin kính chào quý cô chú anh chị em mọi người xem video của Võ Nga. Hãy nhấn like và đăng ký nhấn chuông để nhận thông báo khi phát video mới nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Mọi người chào mọi người nha. Hôm nay Võ Nga Family và Phúc Bình Dương Vlog và anh hôm nay biệt đội ba anh em siêu nhân của Nga sẽ đưa mọi người đi tham quan khu du lịch Đại Nam ở Bình Dương nha. Siêu nhân lùng các bạn. Đúng rồi, siêu nhân lùng. Rồi mời các bạn cùng theo chân mình đi vào bên trong để tham quan những cảnh đẹp nha. Mời các bạn nha. Mời cả nhà. Biệt đội siêu nhân lùng của mình đã tiến sâu vào bên trong Đại Nam rồi nè mọi người. Đây là cổng của khu Kim Điện bây giờ nha, và anh Nét Đẹp Việt Nam và anh Phúc Bình Dương để dẫn mọi người tham quan vào bên trong nha. Chùm luôn mọi người ơi. Thật là lung linh huyền ảo luôn mọi người ơi, nhìn rất là trang nghiêm cổ kính. Hôm nay Nga đi là thứ 6 vẫn có khách đây dai mọi người. Đó, xa kia là anh Nét Đẹp Việt Nam đang đứng quay, đang say mê với những cảnh đẹp ở khu du lịch Đại Nam.
rất là đẹp luôn mọi người ơi. Thank you.
chào tất cả mọi người. Đằng sau nha, bây giờ là khu chánh điện, khu đền thờ ở khu du lịch Đại Linh Nam nha mọi người. Đây là khu chánh điện rất là rộng lớn luôn. Chút nha sẽ đi vào trong và quay video cho mọi người xem nha. Khu chánh điện luôn nha mọi người. Phía trước mọi người là khu chánh điện nè, còn hai bên là Phật Bà, rất là uy nghiêm hùng vĩ luôn. Đây mình xem anh nét đẹp Việt Nam đang bắt cá rồi mọi người. Sẽ được phát một cái cặp gối chân nha mọi người, để mang cho sạch sẽ cái khu này á mọi người. Khu này rất là sạch sẽ, rộng rãi, trang nghiêm luôn, và đôi dứa đi mang rất là êm luôn mọi người. Đi với lại thảm nè, trải thảm rất là êm luôn. Rất là nhiều dân tộc của Việt Nam luôn nè mọi người. Đây bán họ cả nhà. Tổng gồm của nước Việt Nam thì có 1055 họ. Ở dân tộc Kinh thì có 100 họ cả nhà. Còn các dân tộc khác gồm là chung hết thì 1055 họ. Nhà sẽ quay tất cả các họ của Việt Nam cho mọi người xem nha. Gồm tất cả các dân tộc của Việt Nam, cả nước Việt Nam. Đây họ vỏ gần cuối luôn chữ V nè mọi người, giống chữ Việt Nam vậy đó mọi người. 300. Họ vỏ là 1040 và có tổng cộng là 1068 họ nè mọi người.
Đây là đền thờ Bách Gia Trăm Họ nè mọi người. Đây, Cửu Huyền Thất Tổ Bách Gia Trăm Họ. Còn bên đây là tượng thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Đền thờ Mẹ Hiền Âu Cơ nha mọi người. Quốc mẫu Âu Cơ. Rồi đây anh Đằng đang thực hiện nghi thức tắm Phật nha mọi người.
Hello, chào các bạn nha. Hello, chào mọi người. Thì hôm nay ba anh em của Nga cũng đã dẫn mọi người đi tham quan khu du lịch Đại Nam một vòng xong rồi đó. Bây giờ thì bỏ Nga, Family và Phúc và Nhung Vlog và anh Đẹp Đẹp Việt Nam xin mến chào tạm biệt tất cả mọi người. Mọi người xem nhớ bấm subscribe, đăng ký kênh ủng hộ cho ba anh em và nhấn like, share và đăng ký mọi người nhớ hãy nhớ like, subscribe ủng hộ cho ba anh em mình nha. Like thì cái bàn tay chỉ lên nha cả nhà. Rồi mọi người nhớ ủng hộ cho ba anh em lùng tụi mình nha. Xin chào, bye bye. Bye bye. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great.